Vận mệnh tuổi Canh Tuất 1970 năm 2024 năm Giáp Thìn, thăng trầm, thách thức nhưng đâu đó cũng có những cái cơ hội trong những cái tháng tam hợp hay nhị hợp. Tuổi này sinh từ ngày 6 tháng 2 1970 đến 26 tháng 1 1971 dương lịch, tức từ ngày Đinh Tỵ tháng Mậu Dần đến ngày Tân Hợi tháng Kỷ Sửu âm lịch. Cuộc đời của tuổi Canh Tuất này có thể gói gọn hay suy nghĩ, lo tính, tâm trạng ít khi được nhàn nhã, có lẽ ứng với câu canh cô mầu quả. Và Canh Tuất là điển hình xấu nhất cho câu đó của các cụ ngày xưa đúc rút từ thực tế. Ngũ hành nạp âm của tuổi này là thoa xuyến kim, tức là vàng trang sức. Vàng kim thì vốn cứng rắn, nhưng khi được chế tác thành trang sức thì tính cứng rắn của kim bị suy yếu đi rất là nhiều. Và khi đó thì kim của Canh Tuất trở nên ẩn tàng, hình thể thay đổi, giảm tính cương mãnh. Tuổi xung khắc với tuổi Canh Tuất là Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất. Tuổi Canh Tuất mệnh kim nên lấy người tuổi Hợi, tuổi Tý có mệnh kim, mệnh thổ hay mệnh thủy để trợ giúp lẫn nhau, như là Tân Hợi, Quý Hợi, Bính Tý, Nhâm Tuất, Giáp Tý hoặc cùng tuổi mình. Việc xem xét tử vi cho các tuổi trong một năm, tức tiểu hạn và hàng tháng, tức nguyệt hạ, thì cần phải xét nhiều khía cạnh khác nhau, là tổng thể giờ ngày tháng năm sinh, là bát tự tứ trụ, là nhân tướng và hoàn cảnh môi trường sống xung quanh. Thế thì xét trên khía cạnh trên can địa chi ngũ hành bản mệnh, ngũ hành cung phi sinh khắc, niên hạ sao hạ cùng với sự kết hợp nguyệt thần nhật thần thì năm 2024 Canh Tuất nam và nữ sẽ chịu tác động gì? Tôi sẽ cố gắng làm được 26 tuổi và mỗi tuổi sẽ làm một hoặc ba video để quý vị có cái nhìn sâu chuỗi tổng quan hơn. Thì đối với Canh Tuất 1970, trước hết là ta xét về sao hạn. Năm 2024 thì các chú sẽ bị ảnh hưởng của sao La Hầu chiếu mệnh. Sao này xấu và thường mang tới điều không may và dính thị phi, sức khỏe kém, nhiều chuyện muộn phiền. Sao này ảnh hưởng nhất là tháng 1, tháng 7 âm lịch nên các chú cần lưu ý cho. Các cô thì xấu cũng không kém cạnh khi bị hung tinh kế đồ chiếu. Và các cô thì chú ý tháng 1, tháng 3, tháng 9 âm lịch là sao này tác động mạnh nhất. Vậy là theo cách tính sao hạn hàng năm thì tuổi 1970 bị hai sao hạn xấu nhất trong cửu diệu tinh chiếu vào, cho nên xét trên khía cạnh sao hạn là có nhiều bất lợi và trở ngại trong năm, từ tai ương buồn tuổi, sóng gió thị phi, công việc trở ngại, hao tài tốn của, cho đến họa vô đơn chí. Vì sao La Hầu ngũ hành là kim nên các chú thì càng bị tác động mạnh và nặng hơn. Vậy thì trong năm 2024 thì ngoài việc giải hạn cầu an ra thì về mặt phong thủy và sinh khắc ngũ hành cần dùng vật phẩm phong thủy hành thủy để làm giảm bớt đi khí mạnh của nó, như vòng trầm đàn hương màu xanh biệt, vòng đá thạch anh màu đen. Còn các cô để hóa giải sát khí sao kế đô thì lại dùng hành kim, tức màu trắng, vì sao kế đô là thuộc hành thổ. Theo thuyết ngũ hành thì thổ sinh kim, tức là sinh xuất, sinh ra, nên sức chống phá hay là sát khí của cái sao này sẽ yếu đi. Và như tôi đã nói, ở mức độ ảnh hưởng tốt xấu của một người trong một năm sẽ không phụ thuộc vào một yếu tố mà tổng thể của nhiều yếu tố. Và sao hạn kế đô và La Hầu là một yếu tố ảnh hưởng xấu đến Canh Tuất 1970.